chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tàu sạc mới của Samsung. Đây là một cái tàu sạc mà có hỗ trợ cả cái chuẩn PD và công suất sạc lên tới là 45W. Đấy, thì các bạn nhìn thấy ở bên ở phía ngoài Samsung cũng đã cho chúng ta cái thông số ở đây. Đây là một cái tàu sạc chính hãng 100% của Samsung Việt Nam với cái mã là L5300. Sản phẩm này thì hoàn toàn mới. Và mình sẽ mở cái hộp. Tuy nhiên ở đây nó sẽ có một cái băng dính. Đây có cái băng dính này, mình đã cắt ra rồi. Đó. Xem là bên trong của nó là có những cái gì. Sách hướng dẫn sử dụng. Một sản phẩm cái gì cũng phải có nhưng mà không có ai dùng nó cả. Đây bỏ sang đây. Đây là bên trong của cái tàu sạc, cái hộp tàu sạc. Sẽ có một cái tàu nằm ở đây. Cái sản phẩm này rất mới nhé. Và có hình dáng như này. Trước kia thì trên thị trường đã từng xuất hiện những cái sản phẩm tàu sạc của Samsung rồi. Tuy nhiên là nó có hai cổng USB. Còn đây là một cổng USB và một cổng PD Type-C max 45W. Đây là cổng 15W. Cái này thì sẽ cực kỳ là tiện dành cho các anh em sử dụng những chiếc điện thoại hỗ trợ sạc nhanh. Đây là thông số kỹ thuật. Rồi ok. Bên trong cái hộp này còn cái gì nữa? Bên trong cái hộp này sẽ còn một chiếc cáp này. Samsung có trang bị kèm cho người dùng, còn gì không đây? Samsung có trang bị kèm cho người dùng một chiếc cáp sạc chuẩn hai đầu Type-C. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó. Và cái cáp này là cáp cáp 45W luôn này. Đây. Hỗ trợ dòng này đến 5A. Như vậy là sẽ sử dụng được max công suất với lại cả cái chiếc tàu sạc này. Và bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng nó trên xe hơi xem như nào. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái tàu sạc này trên xe để xem cái tính năng sạc nhanh của nó có được kích hoạt hay không. Chiếc tàu sạc đây, hàng Samsung chính hãng nhé. Với sự phụ kiện thì các bạn yên tâm là tất cả các sản phẩm đều là hàng chính hãng và sẽ không bao giờ phải lo đến chất lượng của sản phẩm. Cắm tàu, đây là dây cáp đi kèm dây sạc 5A nhé. Các bạn chú ý này, với những cái tàu sạc hiện nay thì có rất nhiều các loại tàu sạc trên thị trường. Đây, khi cắm vào có điện thì cái vành tàu nó sẽ sáng như này, rất là đẹp, để báo hiệu cho chúng ta là tàu sạc đã có điện. Mình sẽ tắt đi để các bạn nhìn thấy này. Đây là không có điện này. Ok, có điện này. Cái cổng USB này mình sẽ bỏ qua nhé, bởi vì cái này thì anh em quá là quen với nó rồi. Mình sẽ sử dụng cái cổng chuẩn PD 45W cáp 5A tặng kèm. Cái tàu sạc này vô cùng quan trọng đối với cả một số anh em mà di chuyển thường xuyên. Bởi vì sao? Vì khi mà anh em đề máy, nổ máy lên, tại cái thời điểm đó dòng điện nó sẽ không hiểu định. Nếu như anh em dùng những cái tàu bán tràn lan ngoài thị trường, chất lượng không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng kém thì chắc chắn sẽ bị hỏng điện thoại. Cái này nhiều người, mình tin là nhiều người đã gặp rồi. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái cầu đấy cho cái điện thoại Note 10 của mình. Note 10 Plus, đây là chiếc điện thoại có hỗ trợ cái sạc chuẩn sạc 45W. Rồi, để xem nào. Mình chung. Đó, sạc nhanh. Đã nhận sạc nhanh là tức hàng chính hãng của Samsung thì sẽ báo ngay lập tức là sạc nhanh. Một số sản phẩm tàu sạc mà sử dụng con chip không chính hãng thì các bạn sẽ phải cắm ra cắm vào vài lần sau đó mới báo sạc nhanh. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng thì chỉ cần cắm cái là báo sạc nhanh. Và điều này thì vô cùng là thuận lợi cho những anh em mà hay phải xử lý công việc trên đường, mở điện thoại hết pin thì chỉ với một thời gian ngắn, khoảng độ 30 phút di chuyển là anh em đã có thể đầy pin để sử dụng. Nhớ like và subscribe ngay kênh của Siêu Phụ Kiện để nhận những thông tin mới nhất về các sản phẩm tiện ích. Xin chào và hẹn gặp lại.